I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay mình làm clip này cũng là muốn hỏi ý các bạn là có bạn nào muốn mình làm về cái series và cũng như là một cái channel về game vua hải tặc mà bản Trung Quốc này không? Tại vì mình thấy nhiều bạn không có chơi bản Việt mà qua chơi cái bản của Trung Quốc giống mình nè. Đó thì là vào chơi là sẽ không hiểu gì hết, thì mình cũng muốn là nhiều bạn chơi được cái con game này nên là mình tính giới thiệu và cũng review như là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho các bạn. Thì nếu bạn nào mà đồng ý thì có thể comment ở dưới ha, là comment là tôi đồng ý hoặc heo mở xem một cái danh sách hay là một cái channel hay là một cái series về con vua hải tặc thì mình sẽ làm về cho các bạn ha. Tại vì trên mạng thì cũng có rất là nhiều bạn làm về cái channel này rồi, nhưng mà không ai mà chơi cái channel mà phiên bản Trung Quốc như chúng ta hết, phải gọi là chúng ta luôn, tại vì nhiều bạn ha, chứ không phải là riêng gì mình không có chơi cái game Trung Quốc. Nhiều bạn nói là game Trung Quốc không có hay, không có hiểu nên không có vui, nhưng các bạn nên nhớ một điều là tiền nào của đó, chúng ta chỉ chịu khó thôi, còn việc còn lại là tất cả là game nó đều cũng y như vậy, hay là chỉ là nó khác cái ngôn ngữ thôi. Và cái game này thì nó rẻ, tính ra cái giá của nó thì giá nạp của nó thì nó rẻ hơn rất là nhiều ở cái server Việt Nam hiện tại ha. Tính ra một con Mi Hop mà hiện tại ở cái server này đi, nếu mà mỗi ngày một cái sự kiện nạp á, mà các bạn nạp á, thì một con Mi Hop 3 sao đi, chúng ta đang tính một con Mi Hop 3 sao thì á, là nó có giá là tương đương với khoảng 100 tệ là 340. Đó, chỉ có 340 thôi, nhưng mà ở server Việt Nam mà nếu mà ăn một con đó chắc phải hơn á, bèo cũng từ 500 tới 1 triệu. Mà cách đây vài ngày thì có một bạn đã review là một cái server thì là con Mi Hop đó là đang hiện tại là hơn 1 triệu. Đó là chúng ta mới có được một con Mi Hop ha. Nói chung giá của nó cũng khá là chua chát. Ủa sao thằng này nó có CJ ta? CJ là có phiên bản hôm qua mà. À, chắc em nó tối mới lên. Thì cái channel này thì mình tập đầu tiên, nói chung là cũng phải chưa gọi là channel nữa, mà cái bài này thì mình xin hướng dẫn các bạn là những con tướng nào mà đi farm gỗ ha, farm gỗ tốt nhất. Thì farm gỗ ở đây là gì? Farm gỗ ở đây là những cái con tướng mà ở lọt những cái cục gỗ mà để các bạn nâng thuyền đó các bạn. Để mình đánh hết này coi. Thấy là chua rồi, ăn không nổi rồi. Ăn cám rồi. Rồi đây nè, ăn cái cục gỗ này mà nè, để đóng thuyền nha các bạn. Thì mai chiều nếu mà các bạn ủng hộ cái series này thì mình sẽ làm thêm ha. Đây đánh cái này nè, để lấy gỗ về đóng thuyền. Đây thuyền nạp này mình chưa nạp một đồng nào luôn nha. Đó mình nói lại là mình chưa nạp gì luôn, quà nạp đầu là chưa lụm nè. Đó còn hôm nay là nó có cái đây ôi 11 hả, cũng được, mai là nhận gáp tiếp. Đó hiện tại hôm nay thì nó cho nạp có con gì đây, hôm nay thì không có sự kiện nạp.
bản canh sự kiện nạp mì nạp ha. Hôm nay thì không có sự kiện nạp gì ngon. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những con tướng nào mà đánh ok trong cái việc mà đi farm gỗ ha. Tại vì farm gỗ đó chúng ta mới có tiền, có gỗ mà chúng ta nâng cấp mấy con thuyền cho nó mạnh mạnh ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về con gáp này ha. Gáp này thì cũng là một trong những cái tướng tát ok lắm các bạn. Thì sao ta, các bạn nếu có điều kiện hoặc là ai mà muốn luyện con này thì luyện ha. Tại vì con này thì là một trong những con đi farm đá cũng ok. Có lộn farm gỗ chứ, farm gỗ chúng ta để đóng thuyền nâng cấp thuyền ha. Đó, cơ về con này chỉ số rồi HP đồ, nói chung là HP cao ha. Giáp đồ, công đồ, nói chung là con này là full giáp ha, full giáp và full máu đó. Ở đây chúng ta sẽ có 3-4 kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là quả cầu thép đó. Ném quả cầu Haki siêu lớn vào kẻ địch, gây sát thương vật lý kèm chóng lên toàn bộ mục tiêu. Sát thương vật lý tăng 2622 sát thương. Đó, này là sát thương vật lý rất là cao ha các bạn. Tỷ lệ chóng tăng theo cấp kỹ năng, cao nhất khi tấn công địch cấp 89 trở xuống. Đó, ok ha, rất là ngon. Nói chung là cái sát thương nó là 2000 mấy, đi farm gỗ là rất là ok. Những bạn nào mà thích chơi em này là nói chung là cũng bá lắm á. Thì chúng ta đến với kit 2 ha. Kit 2 đó là pháo thủ, pháo thủ hải quân nè, triệu hồi 3 pháo thủ. Như các bạn nào chơi lâu thì các bạn cũng đã biết cái kit này rồi ha, nó cũng rất là khó chịu. Đó, triệu hồi 3 con pháo này thì triệu hồi 3 con lính hải quân ha, nhưng mà nó đam rất là hấm. Nhưng mà đặc biệt là các bạn tăng con tướng chính nó càng cao thì mấy con triệu hồi này nó rất là mạnh ha. Đó, vật triệu hồi là có 69% sức mạnh của bản thân. Có nghĩa là ví dụ như mà con này các bạn tăng gáp tăng lên 1000 lực chiến đi. Đó, thì cái này nó là lực chiến của mấy thằng này đó là tương đương là 609 cho nó 700 đi. Đó, nó là hơn một nửa rồi ha. Mà các bạn tính đi là 3 con 3 x 7 2000 mô 21 là 2100, cộng với con tướng chính của các bạn nữa là 3000, với là 1000 nữa là 3100. Đó, các bạn cứ tính đi. Mà hồi nãy là con gáp này là để tính coi cái, nói chung là nó rất là mạnh. Nói chung là vậy đi, đơn giản dễ hiểu. Đó, tính ra nếu anh gáp nào mà ai mà chịu chơi thì khúc đầu cũng được lắm ha. Rồi ở đây chúng ta qua cái kit thứ ba, đạn pháo ném. Đó, này ném một quả đạn pháo vào địch để sau cùng gây ra rất nhiều sát thương vật lý và chóng. Ở sát thương vật lý cái này là cái kit này là hơn cái kit cấp 1 luôn ha. Đó, là 3500, hồi nãy là 2000 mấy á. Tỷ lệ choáng tăng theo cấp độ kỹ năng. Đó, này là càng cao thì nó càng choáng. Rồi ở dưới này là Haki vũ trang, giống như một bộ giáp vô hình, tăng HP, tăng giáp. Đó, đó là các bạn chơi cái bản Trung Quốc hiện tại á, thì bản mà mình share, mình giới thiệu cho các bạn á, thì các bạn cứ nhìn cái số đầu á là tăng HP ha, số sau là giáp, còn số thứ ba là chón ha. Chón là bổ trợ cho cái kit thứ ba đó các bạn, đạn pháo ném á. Đó, các bạn tăng một cái thì nó sẽ lên hết luôn ha. Thì hôm nay thì mình mượn một bài của một bạn để hướng dẫn cho các bạn đỡ phải dịch mấy con game này. Đó,
Rồi ở đây thì chúng ta có Morilla ha. Morilla thì như nhiều bạn cũng biết thì nếu mà đi mấy phó bản, cái phó bản hồn á, thì là các bạn sẽ được trực diện với con Morilla này ha. Thì các bạn thấy cái chiêu mà hút nộ này nọ của nó là nó cũng rất là ghê ha. Nó là thuộc dạng là team gì tướng phép nằm ở cuối ha, nên chỉ có những con tướng mà đánh cao, đánh hàng sau rồi hàng giữa rồi như Sanji đồ á là mới ăn con này là dễ thôi ha. À mình nói luôn đó là nếu mà bạn nào mà đi cái map đó thì cái map mà lụm hồn á thì các bạn nên úp con Sanji để mà đi cái đó ha, cũng ok lắm. Con Sanji đó thì đá và sát thương hàng sau ha, nói chung thì cũng ok. Đó, cái đây là kit 1 của nó nè, phân thân triệu hồi phân thân chính của mình để tấn công địch. Cái này thì các bạn nào đi cái map hồn đó thì chắc cũng biết rồi, nên mình thổi hình dung cho các bạn. Vật triệu hồi có 139% sức mạnh bản thân đó, các bạn thấy không, rất là mạnh ha. Nói chung là mạnh hơn cái sức mạnh của con nhân vật chính Morilla chính luôn ha. Ở đây các bạn thấy là lực chiến là 5.003 ha, ví dụ như là 5.000 cho 1.000 đi, ủa 53.000 cho các bạn cho nó là 1.000 để ví dụ 1.000 đi, thì các bạn tính đi cái con mà các bạn triệu hồi lên là 100 là 1.003 cho nó ngày 1.004 đó. Đó cộng với con chính này nữa là 1.000 nữa là hết 2.000 mấy rồi, cộng với con gáp hồi nãy nữa là đam rất là hấm ha. Đó, nói chung là những con mà đam như vậy là các bạn nên sử dụng để mà đi farm gỗ ha, nói chung thì rất là tốt. Đó, nhắc lại là nó đam rất là hấm ha, vật triệu hồi nó hơn rất là nhiều. Còn cái kit thứ ba của nó, đây là cái kit thứ hai thì mình không nói tới ha. Kit thứ hai là nhà tù giam lỏng này nọ, thì cái kit đó không cần mà nhắc tới trong cái việc mà đi farm gỗ ha. Ở đây mình tới cái kit thứ ba, đó là kỵ sĩ Zombie, triệu hồi hai kỵ sĩ Zombie tấn công địch. Đó là triệu hồi là có 69.5% sức mạnh ha. Nó giống như con giống như con gáp nãy, thì là con gáp là được ba thằng lính, còn đây là được hai kỵ sĩ Zombie ha. Nói chung thì là tổng cộng là được 5 con với một con phân thân của Morilla, kit đặc biệt kit 1 của nó rồi. Đó, rất là ngon. Chưa tính là có triệu hồi hai kỵ sĩ Zombie ha. Đó, không nhầm, mình nhầm, ở đây là ha, cái này là kit 3, mình nâng lên là nó lên ha. Các bạn lên càng cao thì cái sức mạnh nó càng nhiều, nó theo cái cấp độ mà kỹ năng của các bạn. Nói chung là rất là ngon. Đó, đây là kit thứ tư của nó, là kit cắt bóng ha, cắt bóng toàn bộ địch cho đồng đội. Đó, khiến chúng giảm sát thương gây ra, đồng thời tăng sát thương cho toàn bộ phe mình. Đó, Morilla này thấy vậy chứ nó cũng rất là bá ha. Nói chung một con tướng khó chịu đó, nếu mà các bạn không có một con mà đam chính thì nó là một cái chướng ngại vật rất là khủng. Rồi cái nhân vật tiếp theo của chúng ta đó là Sabo ha. Đó, Sabo, cái lý lịch tích ngang của em nó là em về anh trai kết nghĩa của Luffy gì đó, HP công con này là đam hàng giữa ha. Nói chung là VIP 13 đó, thì mình có làm một cái series về cách nhận con Sabo rồi, các bạn nào chưa biết thì có thể xem lại ha. Thì em này thì cũng không có gì ngon hết, nói chung chỉ được có cái là nó đam rất là thấm thôi, đam cái nào gọi là thấm cái đó luôn á. Ở đây là chúng ta có kit 1 nè, kết hợp
về Ngọa Long Quyền, kết hợp Long Quyền cùng năng lực quả thiêu đốt sa bô đốt cháy kẻ hù gây sát thương phép lớn, đồng thời khiến chúng chịu thiêu đốt liên tục. Đó, thấy ghê không, gây ra sát thương là nói chung là 18.000 sát thương duy trì, 2.600 sát thương bình thường. Thấy em sabo vậy chứ đam thấm lắm. Còn kit 4 của nó là thiêu đốt đó, quả cầu sức mạnh thiêu đốt tăng tốc độ đánh và lực tấn công của bản thân ha. Nội tại là nâng càng cao thì nó càng cao thôi. Thì ở đây mình đang tính là cái level hiện tại của em đó. Ngoài đường xe hơi nhiều ha. Rồi tiếp theo là chúng ta tới Ace. Con này là cũng đam rất là thấm ha. Ai mà muốn có em này thì có thể là nạp ha. Đó. Thì hình thức hiện tại là mình chỉ thấy là em này là chỉ nạp mới có thôi. Rồi đưa cánh tay, cái kit 1 đó là nắm đấm lửa, đưa cánh tay và là tấn công nắm đấm rực lửa, gây sát thương phép và duy trì thiêu đốt như con Sabo hồi nãy ha. Thì tính ra con Ace này các bạn cũng không cần phải có ha. Tính ra nếu mà các bạn có con Sabo thì con Ace này vứt. Nói chung nó đam không thấm bằng con Sabo ha. Sabo là ok hơn rồi. Nhưng mà tính ra mà để kiếm một con Ace thì nó hơi bị phê, phải tốn tiền. Đây là kit thứ hai nè, nó súng lửa, hai ngón tay liên tiếp bắn ra ba ngọn lửa gây sát thương phép liên lên tất cả địch. Đó. Kit thứ tư đó. Thì nói chung mấy kit này con Sabo thì là có hết rồi. Đó. Kit thứ tư là quả thiêu đốt. À, sức mạnh của quả thiêu đốt tăng tốc độ đánh, tăng lực công và bạo kích cho bản thân. Đó. Tăng tốc độ đánh lên là nhanh nhẹn hơn nhiều ha. Chung thì dễ quá. Rồi chúng ta tới một con tướng ha, đó là Mihawk. Mihawk này thì các bạn lên cao mới đổi điểm được ha. Không thì các bạn nạp. Cái kit đầu tiên của nó là kit chạm quỷ chạm. Nói chung là con này đam rất là thấm ha, nó lên đỏ, tướng đỏ là coi như là hơi bị phê rồi đó. Đó, các bạn có thể dùng hắc kiếm chém liên tục 5 lần về phía trước, gây sát thương phép cực lớn cho toàn bộ địch ha. Đó, sát thương phép tăng 900 mấy cho mỗi đòn. Nói chung là nó đam rất là thấm ha. Con này mà lên đỏ một cái là hơi bị phê rồi. Còn kit thứ hai của nó là hắc kiếm trảm kích, dùng hắc kiếm lên chém mạnh về phía trước gây sát thương phép và làm choáng toàn bộ kẻ địch. Đó. Sát thương phép là tăng là 4.000 mấy, tỷ lệ choáng là tăng theo cấp kỹ năng ha, cao nhất là khi tấn công. Đó. Thì kit này nó có gây choáng nhưng mà cũng không có mạnh lắm. Còn kit thứ ba đó là hắc kiếm trảm hồn, bận haki vũ trang lên thanh Zoru, chém mạnh gây sát thương vật lý đồng thời giảm năng lực tất cả kẻ địch. Đó, đó nó giảm có 230 ha, mất năng lực hơi cũng bị phơi ha. Thì sát thương vật lý của nó thì rất là cao. Còn cái kit thứ tư là kiếm sĩ số 1 đó, đứng ở đẳng cấp cao của một kiếm đạo, tăng tốc độ đánh lực công và bạo kích cho bản thân. Đó, tăng tốc độ luôn ha, như con Ace và mấy con trước ha. Đó, và tăng thêm bạo kích nữa. Được có cái kit thứ tư này thì nó tăng thêm bạo kích. Đó, rất là rác ha. Ở đây là chúng ta chuyển qua là con Sura ha. Đó, con này là nhiều bạn là biết rồi. Cái này là trong shop Gui ha.
mình khuyên các bạn là nên vô là chúng ta mua cái điểm shop vui cống hiến 5.000 ha, để kiếm được em này đầu tiên đó. Em này là lính, nói chung là con này đánh hàng sau ha, hàng chót luôn á, nói chung thì rất là ngon, nói chung là ăn đam hơi bị hổn đó. Kit hư đầu tiên của nó là Teddy khổng lồ là các bạn biết rồi đó, triệu hồi ra một cái con lính đồ chơi rất là bự đó. Sức trận vật công triệu hồi là tới 95% sức mạnh của bản thân đó. Thì kit càng cao thì cái sức mạnh nó càng lớn. Kit thứ ba là đại quân đồ chơi ha, triệu hồi ba lính đồ chơi cầm súng. Đây cái này là cái kit này là cũng tấn công này ha, nói chung là ở đằng sau bắn hình như cũng được 2-3 phát vậy đó, nói chung cũng rất là rác ha các bạn. Con Teddy khổng lồ là ra là nó đam nó cũng rất là phê, và nó còn được cái nữa là nó có thể đứng chịu đạn đồ ha đó. Còn con này cái kit thứ ba thì ở đằng sau đam tới nữa ha, nói chung thì nó gọi là rất là không dụng. Bạn nào có điều kiện thì cũng nên đầu tư vào em nó để có đi một số map hay một số cái hoạt động được leo, tính ra nó leo phó bản cũng ok một số map đó. Rồi ở đây là kit thứ tư đó, quả đồ chơi sức mạnh của quả đồ chơi giúp Speed tăng lực tấn công đó, cái này là tăng mát tấn công ha. Nói chung thì điểm nó cũng hơi bị rác đó, chỉ số em nó bạo kích này nọ thì các bạn phải cộng đá đồ vô ha đó. Rồi tới tiếp theo đó là con ba ghe ha, con này thì các bạn cũng có thể mua trong shop shop gì tự nhiên quên mẹ nó cái tên rồi không nhớ nữa ta, cũng shop shop biển chinh hay shop gì á, nhưng mà con này thì nó không nhớ là đánh nó đánh hàng giữa nè, đã có ghi nè, nó đánh hàng giữa triệu hồi và thiên giảm. Đó, ta vào xem kỹ năng của em nó một chút ha. Rồi kit đầu tiên đó là lâu đài triệu hồi, thả ba thủ hạ ra từ lâu đài vào trận tấn công kẻ địch, mỗi trận chỉ dùng được một lần ha. Cái này là kit này chỉ dùng được một lần duy nhất, nói chung thì đam cao, các bạn đi những con đam cao thì xài một lần là ok rồi, tại vì mỗi con ra chỉ cần 1-2 nộ là thấy nó đi mẹ nó rồi, đội hình cũng không cần mà phải đánh lâu ha, dây dưa cũng hơi bị mệt. Con đó thì sơ lược vậy thôi. Rồi như hôm qua hôm kia thì có một số bạn trên group hỏi thì mình cũng đã có nói rồi ha, em Chopper này là con rất là cần thiết luôn nha, từ đầu cho tới cuối game luôn là rất là cần thiết cho đội hình ha, vì có một số map là các bạn đam không nổi ha, phải qua 1-2 tool á, 1-2 nộ thì các bạn mới đánh được hết chiến thắng ha. Bởi vậy nên là con này là bút máu lên ha, chúng ta là ưu tiên con này nha các bạn. Hồn con Chopper này thì các bạn cũng có thể farm ở mấy cái phó bản ha, không mà cần mà phải đi mua này nọ, có điều kiện thì chúng ta nên nâng em nó lên để sau này có thể sử dụng dài dài, và lúc đầu cũng có thể sử dụng ha. Rồi quay lại cái kit 1 đó là dùng thuốc đặc chế giúp tất cả đồng đội phục hồi HP liên tiếp 4 lần nha, đây là mỗi lần là 800, là ví dụ như là các bạn có máu khoảng 3.000 đi, 8 lần 4 32 là hơn đầy mẹ bình máu rồi ha, gần đầy luôn rồi đó, ví dụ như vậy. Còn ở đây thì
Nói chung thì các bạn tăng lên càng cao thì điểm boost nó càng cao thôi. Đó, thì cái nội tại cái thứ tư của nó là quả nhân hóa. Sức mạnh của quả nhân hóa là giúp chopper tăng thêm HP tối đa. Thì con chopper này đứng cũng hàng sau luôn ha. Đó. Cái thứ ba là nghiên cứu y học, nghiên cứu giúp bản thân tăng nhanh tốc độ hồi phục năng lượng. Đó. Mỗi giây là bao nhiêu đó. Còn kit thứ hai nè, kit thứ hai với kit một nè rất cần cho đồng đội luôn, là y cái team của mình á. Đó. Đó. Hồi phục HP cho một đồng đội đang suy yếu, hồi phục thêm là 5.000 mốt. Mình nhắc lại là có điều kiện các bạn nên xài con này ha. Chopper này rất là quan trọng từ đầu tới cuối luôn. Đó. Thì nâng em nó lên lưng lửng thôi, không cần mà phải bá đạo đâu. Lưng lửng thì đã là ok lắm rồi. Bạn nào có tiền thì nâng thêm cao nữa. Tiếp đến là em Lô ha. Con này thì bạn nào có điều kiện khá giả thì nạp mà lấy ha. Thì em nó thì cũng tăng máu này nọ. Đó. Kit 1 đó là giao phẫu thuật xuất hiện trước mục tiêu và giữ trái tim địch trong một lớp, trong một khối lập phương, gây sát thương phần trăm HP tối đa của kẻ địch, đồng thời hồi phục HP cho đồng đội mình nha. Có nghĩa là lấy của người giàu mà giúp lại cho người nghèo ha. Đó, lấy của nước bạn và cứu lại cho đồng đội của mình. Đó, lấy một lần là 57 HP tối đa ha. Ví dụ nó đang còn 100 máu thì lấy hết mẹ nó 57 ha. Đem về giúp lại cho đồng đội mình là 28% ha. Chia lại phân nửa. Đâu cỡ đó vậy đó. Nói chung là bạn nào có điều kiện thì xài, không thì thôi. Em mình giới thiệu thêm thôi. Đây là phòng mổ Chasset. Cái thứ hai tạo một bán cầu bao bọc phe địch và chuyển hóa vũ khí chúng đi nơi khác trong một khoảng thời gian, làm yếu sát thương phe địch và tăng sát thương phe mình ha. Đó. Cũng là lấy của bên địch mà bỏ ở bên ta ha. Đó, giảm là 47 sát thương địch và tăng luôn là 47% cho sát thương phe ta. Lấy 100 bỏ trả là cho 100 luôn ha. Kit thứ ba đó là phòng mổ đồ tể, tạo một bán cầu bao bọc phe mình và chém liên tục về phía địch, khôi phục một phần HP cho tất cả đồng đội, gây ra 5 lần sát thương phép lớn lên toàn bộ kẻ địch. Đó. Tăng là 458 sát thương một lần mà 5 lần ha, là tính ra là cũng đâu 2.000 hơn rồi đó. Hồi phục là 19% ha. Em nó cũng thuộc là một trong những con mà bút máu. Nếu có con này đi chung với chopper thì đội hình hơi phê rồi đó. Rồi. Rồi, đó cũng là những cái mà mình sưu tầm được cho các bạn ha. Thì bạn nào muốn mà mình làm tiếp cái series này thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần miêu tả, ở phần bình luận ở phía dưới ha. Comment cho mình biết là các bạn có muốn mình làm tiếp những cái kiến thức mà mình tìm hiểu được ở cái con game này hay không. Thì các bạn sẽ cứ bình luận ở dưới giúp mình ha. Thì nói chung cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Thì những thứ mình biết thì mình giới thiệu lại cho các bạn thôi. Các bạn đừng có ném đá hay chọi gạch gì mình. Đó là những cái bổ ích. Sau khi mình ăn được con dẫn chết đối với cái đội hình này ha. Cái con này nó làm choáng ghê quá. Khó ăn nó lắm. Với lại con Ace của mình thì nó chưa có lên cấp cao nên là chưa có đánh được. Ace với lại con này thì nó còn yếu lắm. Con kẹo này còn yếu lắm. Mình đang tính là thay cái con kẹo đó đi. Chơi nhiều quá giờ chẳng có nhớ tên ai hết.
mình đang tính thai nó đi và lấy con này về ha. Con này rút độc cũng ghê lắm, đi chung với cái đội hình choáng là ok hết sảy luôn. Không thì chắc phải suy nghĩ có nên đem em này về hay không nè. Tính ra là mình được khoảng 30 mấy hồn của em nó không ta? Đâu rồi? Ồ, được em này. Luffy nè, Luffy hay ớt nè, Dục bỏ xó nè. Còn Zoro không biết Dục ở đâu rồi. Hồn của em nó bỏ đâu rồi ta? Đây, được 40 hồn rồi. Còn khoảng 40 hồn nữa, 40 hồn nữa là tương đương với mỗi hồn 8.000. Mỗi hồn 8.000, 8. Ồ, mỗi hồn 7.000 cho 8.000 đi. 7.000 chứ, 7 x 4 có 20 mấy ngàn à. Chắc mình sẽ lượm con này về nâng quá, mà quan trọng là hết nguyên liệu thôi. Ở video cũng dài rồi. Các bạn nhớ comment cho mình biết là các bạn có muốn mình làm tiếp cái series này không ha nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.